bài về bệnh lý thần kinh ngoại biên do đái tháo đường. Chúng ta đã biết là bệnh đái tháo đường ngày nay được phát triển rất mạnh ở trên thế giới cũng như tại Việt Nam, do cái chế độ ăn thay đổi, do cái chế độ vận động cũng thay đổi. Thông thường chúng ta trước đây vận động rất là nhiều, nhưng ngày nay với cái sự thay đổi của xã hội nên cái chế độ vận động của chúng ta đã giảm đi, và đấy cũng chính là một cái nguyên nhân làm cho bệnh đái tháo đường gia tăng. Với những cái bệnh nhân đái tháo đường, tỷ lệ bệnh nhân bị các cái biến chứng mãn tính gây ra tàn phế và tử vong, đặc biệt là các cái biến chứng mạch máu lớn và mạch máu nhỏ rất là nhiều. Ngày nay với những cái tiến bộ của khoa học, các cái biến chứng mạch máu lớn, ví dụ như là các bệnh lý về nhồi máu cơ tim hay bệnh lý về động mạch não, thì đã có những cái can thiệp rất là tích cực. Nhưng các cái biến chứng mạch máu nhỏ, các biến chứng thần kinh, bệnh nhân gặp rất nhiều, nhưng quả thực là các cái tiến bộ về xã hội, tiến bộ về y tế cũng chưa đạt được những cái kỳ vọng như mong muốn. Các cái biến chứng bệnh mạch máu nhỏ hay biến chứng thần kinh thì gặp rất nhiều các cơ quan, và do cái chuyện tăng đường máu kéo dài, tăng đường máu nặng, và hiện tại những cái bệnh nhân đái tháo đường mới được chẩn đoán thì đã có những cái biến chứng đấy rồi, kèm theo những cái yếu tố về di truyền, yếu tố về môi trường làm cho cái bệnh lý biến chứng về thần kinh mạch máu ngày càng nặng nề hơn. Chúng ta đã biết với những cái bệnh nhân bị đái tháo đường tiếp 1 hay bệnh thần kinh của đái tháo đường tiếp 2 thì tuổi xuất mắc bệnh lý thần kinh rất là nhiều. Ngay từ giai đoạn khởi phát thì cái tần suất mắc bệnh khoảng 10%, nhưng qua thời gian mắc bệnh nhiều thì thậm chí là lên đến 50%. Có những cái nghiên cứu thì còn thấy cái tỷ lệ biến chứng bệnh lý thần kinh còn nhiều hơn nhiều. Ví dụ như nghiên cứu PIDAS study thì người ta thấy rằng năm đầu tiên thì tỷ lệ mắc biến chứng thần kinh ngoại vi chỉ 7%, sau 20 năm thì tỷ lệ này đã lên đến tận 45% và đến tận 75% sau khi mà bệnh nhân phát hiện đái tháo đường 40 năm. Ở Việt Nam thì tỷ lệ bệnh nhân mà mắc bệnh đái tháo đường khi mới có chẩn đoán đã có những cái biến chứng, ví dụ như là thấy nhìn mờ hoặc những cái biến chứng thần kinh ngoại vi như biểu hiện bệnh nhân bị tê bì tay chân, chiếm một tỷ lệ đáng kể, có khoảng đến từ 20 đến 30% bệnh nhân. Các cái nghiên cứu đã rất nổi tiếng với những cái trường hợp mà bị đái tháo đường như nghiên cứu APCO thì người ta thấy ở những cái trường hợp bệnh nhân bị cái biến chứng thần kinh tự động hay biến chứng thần kinh ngoại vi thì tỷ lệ nguy cơ tử vong chiếm tỷ lệ cao nhất ở trong cái nhóm điều trị tích cực. Do vậy cái việc mà điều trị các cái biến chứng thần kinh ngoại vi là rất là quan trọng. Có rất nhiều các cái cơ chế liên quan đến cái biến chứng thần kinh ngoại vi do đái tháo đường. Bản thân ban đầu tiên là do cái nồng độ đường máu tăng quá cao, kết hợp các yếu tố nguy cơ thuận lợi ở những bệnh nhân này, ví dụ như trên bệnh nhân có bị tăng huyết áp hay bệnh nhân bị rối loạn lipid máu, những cái bệnh nhân hút thuốc nhiều hoặc là những cái bệnh nhân béo phì thừa cân, kèm theo cái tình trạng thiếu oxy hay là quá trình viêm tiến triển làm cho cái bệnh lý thần kinh tiến triển nặng hơn. Như vậy chúng ta phải để ý đến những cái trường hợp bệnh nhân đái tháo đường có những yếu tố thuận lợi, ví dụ như là tuổi cao hoặc là có những bệnh lý kết hợp như bệnh tăng huyết áp hay rối loạn lipid máu là những cái bệnh mà hay đi kèm với bệnh đái tháo đường rất nhiều, kèm theo những cái thói quen sinh hoạt không lành mạnh, ví dụ như là hút thuốc lá nhiều hay uống nhiều rượu. Trên những cái đối tượng mà có những cái yếu tố di truyền, ví dụ như là yếu tố HLA-DR3 hay 4, hoặc là những cái trường hợp bệnh nhân có bệnh động lý động mạch ngoại biên thì là những cái yếu tố làm thuận lợi cho các cái biến chứng không mong muốn của bệnh nhân đái tháo đường. Như vậy chúng ta cần phải kiểm soát tốt về mặt đường máu cũng như kiểm soát tốt về mặt môi trường thì mới làm giảm cái nguy cơ bệnh lý của bệnh nhân đái tháo đường. Bệnh lý thần kinh của bệnh nhân đái tháo đường thì thường hay gây ra những cái biểu hiện ở những cái đoạn chi ở ngoạn xa và có tính chất đối xứng ở hai bên. Tùy theo cái triệu chứng của dây thần kinh bị tổn thương ở vị trí nào mà gây ra những cái triệu chứng của lâm sàng như thế. Ví dụ như nếu mà tổn thương ở cái sợi thần kinh vận động thì gây ra yếu cơ, giảm vận động, hoặc có những cái tổn thương ở cái sợi thần kinh cảm giác thì làm cho bệnh nhân có những cái cảm giác như tê bì, như cảm giác bị bỏng rát hoặc như cảm giác bị kim châm. Những cái sợi chức năng vận động tự động thì gây ra rối loạn chức năng hệ tiêu hóa hay bàng quang, hệ tim mạch. Thì chúng ta đã được nghe bài trình bày rất là đầy đủ của thạc sĩ bác sĩ Phạm Thu Hà như trên. Còn các những cái bệnh nhân bị bệnh đái tháo đường
có những cái biểu hiện thần kinh âm thầm không phát hiện được chiếm đến tận 50%. Vì vậy chúng ta cũng phải lưu ý với những cái trường hợp bệnh nhân có những cái dấu hiệu này. Những cái trường hợp bệnh nhân đái tháo đường thì thường phải kèm có tổn thương dây thần kinh do các bản thân bệnh lý bệnh thần kinh rồi, nhưng còn do cái nguyên nhân là dùng các cái loại nhóm thuốc mà có gây ra tổn thương dây thần kinh nữa. Ví dụ như là chúng ta cũng nghe thạc sĩ Hà vừa trình bày vấn đề là dùng metformin kéo dài cũng có thể gây ra cái tổn thương dây thần kinh của bệnh nhân đái tháo đường. Do cái vitamin B12 thì có vai trò trong cái quá trình điều hòa vỏ của myelin thông qua bốn cơ chế. Đây là cái chất cần thiết để tạo ra lipid và protein, là nguyên liệu để tạo ra myelin và làm giảm nồng độ các amino acid gây độc cho hệ thần kinh. Cơ chế nữa là do tác dụng như là cái hormone của hệ thần kinh trung ương và điều hòa các cytokine và các yếu tố dinh dưỡng thần kinh. Đây chính là một chất oxy hóa có vai trò quan trọng trong hệ thần kinh trung ương và bảo vệ cái dây thần kinh khỏi cái bệnh viêm mãn tính, làm giảm các phản ứng oxy hóa và các gốc nitơ, các độc tố gây đa độc tế bào. Tùy theo cái tổn thương của dây thần kinh thì chúng ta có những cái tổn thương và các triệu chứng lâm sàng, biểu hiện ở trên lâm sàng. Chúng ta biết các cái loại dây thần kinh thì chúng ta có loại alpha là cái loại kích thước trung bình và có cái cảm giác về tư thế ở chi, loại beta có cảm giác tư thế ở chi, cảm giác rung, cảm giác về áp lực. Dây delta thì có cái cảm giác đau nhói cơ hoặc. Tất cả các cái dây sợi A này thì đều có cái bao myelin, còn dây sợi C thì cảm giác về nhiệt, về đau bỏng do cơ học. Như vậy với những cái biểu hiện mà tổn thương dây thần kinh sợi lớn thì chúng ta thấy là ảnh hưởng đến cái chức năng về áp lực cân bằng, còn các cái tổn thương dây thần kinh sợi nhỏ thì có tổn thương về cái nhận thức, về cảm giác bảo vệ. Nên các cái triệu chứng của các cái dây thần kinh sợi lớn và sợi nhỏ khác nhau. Các cái dây thần kinh sợi lớn thì có cảm giác tê, ngứa hoặc rối loạn thăng bằng. Để mà chẩn đoán được thì chúng ta làm những cái phản xạ đo phản xạ gân gót, đo cái về rung động, sử dụng cái âm thoa và sử dụng monofilament để đánh giá việc giảm hay cảm giác của cái dây thần kinh sợi lớn. Còn dây thần kinh sợi nhỏ thì chúng ta phân biệt bằng nhiệt, nóng lạnh hay cảm giác kim. Và lưu ý là những cái trường hợp bệnh nhân có bệnh lý thần kinh ngoại biên nhưng mà lại không có cái biểu hiện lâm sàng. Các bệnh nhân bị đái tháo đường thì thường có cái tổn thương đầu tiên là tổn thương ở cái vị trí ở phía xa và có tính chất là đối xứng hai bên. Các cái sợi thần kinh cảm giác bị ảnh hưởng trước các cái sợi thần kinh vận động và các cái thần kinh sợi nhỏ thì gây ra giảm cái cảm giác về nhiệt và đau. Còn các cái tổn thương sợi lớn thì giảm cảm nhận về rung âm thoa hay cảm nhận về tư thế. Và lâu dần thì dẫn đến những cái trường hợp nặng hơn như là teo cơ hay là yếu cơ, làm cho bệnh nhân đi không vững hoặc đi lệch do cơ chi dưới bị yếu. Các cái cảm giác về tư thế bị thay đổi, giảm cảm giác đau và cảm giác nhiệt. Bệnh nhân cảm giác giống như là đeo tất ở tay, ở chân, làm cho những cái biến dạng ở cái bàn chân sắc cô hay là những cái biến chứng thần kinh kết hợp với biến chứng về mạch máu rồi kèm theo nhiễm trùng làm cho những cái vết loét ở bàn chân trầm trọng hơn và làm giảm cái chất lượng cuộc sống. Quan trọng nhất là có nguy cơ gây ra những cái biến chứng không mong muốn như phải đoạn chi ở những bệnh nhân đái tháo đường. Đây là một cái tổn thương rất là hay gặp ở những cái bệnh nhân đái tháo đường bị tổn thương bệnh lý bàn chân. Như vậy chúng ta nhớ lại là các cái triệu chứng của dây thần kinh ngoại vi thì có những cái triệu chứng tăng lên, ví dụ như tăng đau, cảm giác bỏng rát nặng ở vùng các cái ngọn chi và đau từng cơn như điện giật, thậm chí có người mô tả giống như là dao đâm hay như là đạn bắn. Có những cái bệnh nhân thì cảm giác như là dị cảm hay là có những cái biểu hiện loạn cảm, đau tăng cảm giác khi mà bị kích thích hoặc là có cảm giác là tê bì giống như là kiến bò ngoài chân. Các cái triệu chứng giảm, ví dụ như là giảm cái ngưỡng cảm giác đau, giảm cái cảm giác cảm nhận đau, giảm hoặc là mất cảm giác về nhiệt, cảm giác về cảm nhận rung âm thoa hoặc là cảm nhận về áp lực hay là về phản xạ. Như vậy thì tùy theo cái triệu chứng và cái tổn thương của dây thần kinh mà chúng ta có những cái phương pháp để có thể là chẩn đoán để xác định xem là bệnh nhân mắc những cái rối loạn kiểu như thế nào. Đây là một cái thang điểm để đánh giá đau. Một cái thang điểm vạch như thế này thì nó có hai cái phần. Phần phía trên là cái phần mà nó không có vùng vạch kẻ ấy, thì chúng ta sẽ đưa cho bệnh nhân, và cái phần mà có vạch kẻ là chúng ta sẽ để
để mặt sau để chúng ta quan sát. Chúng ta sẽ hướng dẫn cho bệnh nhân là cái màu xanh là tương đương với cả cái vị trí là không có đau đớn. Còn nếu mà cái vị trí điểm ứng với cả cái thang điểm màu đỏ, bịch 10 đỏ nhất ấy, thì là cái cảm giác là đau rất là lớn, để bệnh nhân cảm nhận xem cái ngưỡng đau của mình nó ở cái vị trí nào. Nếu như mà bệnh nhân chỉ vào cái vị trí đó thì chúng ta sẽ ứng với cả cái vị trí để chúng ta biết rằng là cái mức độ bệnh nhân cảm nhận đau như thế nào để có các biện pháp để can thiệp. Nếu như mà bệnh nhân đau ở cái mức mà cái vị trí màu xanh chỉ khoảng từ 0 đến 3 thôi thì cái vị trí đau đó thì bệnh nhân chưa phải can thiệp. Còn nếu mà từ vị trí từ 3 đến 6 là vị trí chúng ta đã bắt đầu phải can thiệp rồi. Còn nếu mà vị trí bệnh nhân cảm nhận mà trên 6 thì tức là bệnh nhân đã phải can thiệp tích cực ngay từ đầu. Các cái thiết bị để chúng ta có thể sử dụng được để đánh giá được cái tổn thương thần kinh sợi lớn, để chúng ta sử dụng những cái rung âm thoa hoặc là dùng cái monofilament để chúng ta đánh giá mức độ tổn thương của dây thần kinh sợi lớn. Còn tổn thương thần kinh sợi nhỏ thì chúng ta có thể sử dụng những cái thiết bị để đo nhiệt độ da như tiếp gem hoặc là neuroquick, hoặc là chúng ta có thể sử dụng những cái miếng dán neuropath để đánh giá tổn thương dây thần kinh sợi nhỏ. Dán cái miếng dán này về chúng ta đánh giá là có sự bài tiết mồ hôi của bệnh nhân có biến chứng thần kinh ngoại vi hay không. Nếu bình thường thì cái miếng dán này nó sẽ đổi từ màu xanh sang màu màu hồng, là cái bài tiết mồ hôi của bệnh nhân hoàn toàn bình thường. Còn nếu như mà dán cái miếng này mà lại không thấy có cái đổi màu của cái miếng dán thì cái việc mà tổn thương dây thần kinh sợi nhỏ được đánh giá qua bài tiết mồ hôi thì chúng ta có thể đánh giá được. Ở những cái nơi mà có thể là làm nghiên cứu người ta làm sâu hơn đấy là làm sinh thiết da để đánh giá cái mật độ sợi dây thần kinh ở trong lớp miệng bì. Nhưng tuy nhiên với những cái biểu hiện này thì không phải là dễ dàng để có thể đánh giá được. Chúng ta thấy ở những người mà không bị đái tháo đường thì cái sợi trục rất là nhiều trong cái vó dây thần kinh. Nhưng mà nếu như tổn thương nhiều mà tổn thương trên 50% đó là tổn thương vĩnh viễn. Với những cái trường hợp mà biểu hiện của cái bệnh đa dây thần kinh ngoại vi mà nặng thì chúng ta nhìn thấy cái mất cái lớp sợi trục của cái trên cái vi trường rất là lớn. Với những cái trường hợp bệnh nhân bị đái tháo đường thì điều trị cốt lõi là chúng ta phải kiểm soát được đường máu, phải thay đổi lối sống và điều trị các yếu tố nguy cơ thuận lợi để làm sao kiểm soát tốt được đường máu mới là cái cốt lõi để điều trị những cái bệnh khác. Trong khi đó những cái trường hợp bệnh nhân bị đái tháo đường có cái biến chứng thần kinh ngoại vi thì chúng ta cũng phải điều trị làm sao cho giảm cái triệu chứng đau và điều trị theo cơ chế bệnh sinh. Trước đây thì chúng ta đã để ý đến rất nhiều các cái yếu tố sinh tồn của bệnh nhân, ví dụ như là về nhịp tim, về hô hấp, về nhịp thở, về thân nhiệt. Và ngày nay người ta thấy rằng là đau là một cái yếu tố sinh tồn thứ năm mà cần phải kiểm soát tốt ở những cái người bệnh, đặc biệt những người có cái triệu chứng thần kinh ngoại vi. Như vậy thì chúng ta ngoài cái vấn đề là kiểm soát tốt đường máu, chúng ta phải kiểm soát tốt cả triệu chứng đau và cái điều trị theo cơ chế bệnh sinh để làm giảm thiểu cái nguy cơ các biến chứng của bệnh nhân đái tháo đường. Về kiểm soát đường máu thì chúng ta phải giáo dục bệnh nhân phải thật tốt, tăng cường vận động thể dục thể thao, tập luyện thì sử dụng nhiều nhóm cơ khác nhau, có một chế độ ăn uống lành mạnh và cân đối, tránh trường hợp mà quá tải hoặc là quá hữu. Nhiều khi bệnh nhân được chẩn đoán đái tháo đường thì có chế độ ăn kiêng quá mức, hoặc là có những cái bệnh nhân mà lại gây ra cái tình trạng là buồn chán để bỏ qua cái việc mà ăn uống điều độ dẫn đến là ăn uống quá đà thì đều không tốt. Cần phải có một cái chế độ ăn uống lành mạnh, tập luyện, hạn chế sử dụng rượu, không sử dụng thuốc lá, thuốc lào nếu mà bệnh nhân đang có chế độ hút. Với những trường hợp bệnh nhân bị thừa cân béo phì thì cũng cần phải có chế độ ăn uống để thay đổi chế độ cân nặng về cái tiêu chuẩn BMI ở trong giới hạn cho phép. Và tích cực theo dõi những cái biến chứng không mong muốn của bệnh, các biến chứng về mạch máu lớn hay mạch máu nhỏ, đặc biệt là các cái biến chứng thần kinh ngoại vi là những cái biến chứng rất hay gặp và thường ở cái giai đoạn sớm của những cái bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường type 2. Các cái bệnh lý đi kèm như bệnh lý tăng huyết áp hay là rối loạn chuyển hóa lipid là cái ba cái bệnh rất hay kèm với bệnh đái tháo đường thì cần phải kiểm soát tốt và phải lưu ý cái vấn đề là phải chăm sóc bảo vệ cái bàn chân của bệnh nhân đái tháo đường, vì đây là những cái nơi mà có thể là bị biến chứng thường gặp ở những cái bệnh nhân đái tháo đường. Kiểm soát tốt đường máu thì có rất nhiều các phương pháp, thì chúng ta có thể sử dụng thuốc viên hoặc là sử dụng insulin có thể kiểm soát tốt được các cái biến chứng của bệnh nhân đái tháo đường. Để điều trị giảm đau
thì có rất nhiều các cái loại thuốc giảm đau ở trên thị trường. Về mặt chứng cứ thì chúng ta thấy ở chứng cứ A thì có nhóm pregabalin thì làm giảm cái nguy cơ đau của bệnh nhân đái tháo đường cao nhất. Còn các cái nhóm thuốc khác, ví dụ như thuốc chống động kinh, thuốc chống trầm cảm 3 vòng hoặc các opioid, hoặc là những cái nhóm thuốc khác, ví dụ như capsaicin hay là isotretinoin nitrate dạng xịt cũng có thể là giảm các cái triệu chứng đó. Vậy thì tùy theo cái mức độ bệnh nhân bị mắc bệnh như thế nào thì chúng ta kết hợp các cái loại nhóm thuốc khác nhau để điều trị các cái biến chứng thần kinh, biến chứng đau của cái người bệnh đái tháo đường để kiểm soát và làm cho người ta nâng cái cao cái chất lượng cuộc sống lên. Tuy nhiên chúng ta cũng phải lưu ý đến cái vấn đề là các cái tác dụng phụ không mong muốn của cái nhóm thuốc để điều trị giảm đau của bệnh nhân đái tháo đường. Ví dụ như cái nhóm thuốc trầm cảm 3 vòng thì chúng ta cũng rất hay sử dụng. Tuy nhiên việc sử dụng cái nhóm thuốc này có những cái tác dụng phụ không mong muốn, ví dụ như là cảm giác bệnh nhân cảm thấy ngây ngất, cảm thấy khô miệng hoặc là thậm chí là loạn nhịp tim hoặc là mất trí nhớ. Nam giới thì có thể xảy ra tình trạng bất lực. Như vậy thì chúng ta việc điều trị ngoài cái vấn đề chúng ta điều trị về giảm đau thì chúng ta lưu ý điều trị cái cơ chế vệ sinh để làm sao cho giảm cái tổn thương dây thần kinh của bệnh nhân đái tháo đường. Trong các cái nhóm thuốc điều trị lưu ý là chúng ta có những cái nhiều các nhóm thuốc khác nhau, trong đó cái nhóm vitamin B12 có một hoạt chất methylcobalamin thì có giúp phục hồi tổn thương dây thần kinh và có tác dụng phối hợp tốt với các cái thuốc giảm đau khác để chúng ta có thể kiểm soát tốt được. So với các cái nồng độ vitamin B12 ở các cái chế phẩm khác nhau thì cái hoạt tính của methylcobalamin thì có khả năng xâm nhập vào dịch não tủy và huyết thanh cao nhất ở những người khỏe mạnh. Chúng ta sử dụng cái nhóm thuốc này chúng ta thấy có cái hiệu quả để giảm cái điểm số bị rối loạn kiểm giác ở bệnh nhân trước và sau điều trị của bệnh nhân. Với những cái nghiên cứu đã được chứng minh cải thiện được tình trạng của bệnh nhân biến chứng thần kinh ngoại vi với cái liều sử dụng là liều 1.500 mg một ngày trong thời gian 8 tuần thì chúng ta thấy rằng metoclopram có cải thiện được các cái triệu chứng ở bệnh nhân, kể cả cái tổn thương ở dây thần kinh chi trên hay chi dưới hoặc những cái rối loạn cảm giác ví dụ như tê, dị cảm hay tăng cảm hoặc là loạn cảm của bệnh nhân. Sau 4 tháng điều trị metoclopram thì các cái triệu chứng giảm thần kinh có thể là giảm được cả đối với cả cái rối loạn dạng cơ thể như là tê, chuột rút, mệt hay yếu cơ hoặc là các cái dấu hiệu của thần kinh tự động, rối loạn về tiêu hóa, về tuần hoàn hay là về sinh dục tiết niệu cũng có cải thiện được với cái nhóm sử dụng metoclopram. Do có tác dụng giảm đau nhiều và làm đau mạnh nên cái việc mà sử dụng metoclopram được khuyến cáo để trong cái trường hợp mà bệnh nhân có cái biến chứng thần kinh không mong muốn giảm các cái triệu chứng như thế. Qua cái nghiên cứu ngẫu nhiên đối chứng từ rất nhiều các nghiên cứu RCT, người ta thấy có cái tác dụng của metoclopram để giảm các cái triệu chứng rối loạn cơ thể như đau, dị cảm hoặc là giảm các cái triệu chứng do nó thay đổi cái kết quả điện sinh lý học đã được các cái nghiên cứu chứng minh được cái việc mà giảm các cái triệu chứng, giảm các cái biểu hiện đau, biểu hiện chuột rút và các cái cải thiện dẫn truyền của dây thần kinh vận động. Do nó tăng cái dẫn truyền thần kinh điện sinh lý của các cái dây thần kinh ở vùng chi dưới như là các cái dây thần kinh khoeo, thần kinh trụ, thần kinh mác hay là dây thần kinh dép đều được cải thiện rõ ràng. Không chỉ có đơn thuần là chỉ dùng metoclopram không mà nó còn tốt trong cái trường hợp mà chúng ta phối hợp với các cái nhóm thuốc điều trị giảm đau khác, ví dụ như điều trị gabapentin thì trong thời gian 3 tháng thì các cái triệu chứng của bệnh nhân sử dụng giữa cái nhóm sử dụng metoclopram kết hợp với gabapentin thì đều có tác dụng làm giảm đau thần kinh ở cái nhóm sử dụng kết hợp, có ý nghĩa thống kê so với cái nhóm điều trị thường quy. Với những cái trường hợp mà sử dụng metformin liều cao kéo dài thì cũng có cải thiện như phần trình bày đã nói ở trên. Còn một lưu ý nữa, chúng ta thấy là những cái trường hợp mà bệnh nhân sử dụng
Cái metformin sẽ làm giảm cái khi làm giảm cái mecobalamin và làm tăng cái homocysteine ở những cái bệnh nhân có biến chứng thần kinh ngoại vi. Và cái homocysteine này thì nó còn liên quan đến các cái bệnh lý về bệnh mạch vòng và tim mạch. Cái homocysteine này là một cái dạng chuyển hóa methionine sang dạng cysteine. Ngày nay người ta bắt đầu lưu ý đến cái vấn đề là tăng cái homocysteine vì người ta thấy cái nguy cơ huyết khối và những cái nguy cơ ở bệnh nhân có bệnh lý về xơ vữa mạch, những cái bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim hoặc những cái bệnh nhân bị bệnh động mạch chi dưới có tăng cái nồng độ homocysteine. Và điều đặc biệt là khi mà sử dụng methylcobalamin thì nó làm giảm cái nồng độ homocysteine sau cái quá trình điều trị của bệnh nhân. Và những cái trường hợp mà sử dụng kết hợp với cả axit folic và methyl coban thì sẽ làm giảm được cái homocysteine ở trong bệnh nhân bị bệnh lý động mạch ngoại biên. Như vậy chúng ta có thể kết luận lại là methyl coban cũng giống như là các cái anh công nhân đang tìm các cái biện pháp để có thể cải thiện tận gốc khi biến chứng thần kinh ngoại vi của bệnh nhân đái tháo đường, làm sao cải thiện được các cái biến chứng thần kinh không mong muốn đó để làm cho cuộc sống của người bệnh đái tháo đường giống như cây đời mãi xanh tươi. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị đồng nghiệp.